Xin chào anh em, hôm nay em sẽ đập hộp cho anh em xem chiếc điện thoại Vertu chính hãng, độ vỏ vàng khối, giá chỉ có 22 triệu đồng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở chiếc hộp này xem có gì ở bên trong nhá. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tìm xem là cái phiếu kiểm định vàng ở bên trong nhé. Bởi vì thường máy Vertu vàng sẽ có máy kiểm định vàng ở bên trong. Đây là cái hộp đầu tiên là hộp đựng máy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm cái phiếu kiểm định vàng ở bên trong. Bây giờ kéo cái ngăn thứ hai ra, ngăn thứ hai xem có gì. Có một pin này, một bao da này, một khăn lau máy này. Đây là ở cái ngăn thứ hai, không thấy phiếu kiểm định vàng. Giờ kéo ngăn thứ ba, à đây có cái giấy rồi, xem cái giấy ghi gì nhá. Vertu chính hãng, độ vỏ mạ vàng. Ô, đây là chiếc điện thoại Vertu mạ vàng 18K thôi anh em ạ. À, em nhầm, không phải là vàng khối đâu. Vàng khối thì nó không ghi chữ mạ vàng đâu. Ở ngăn thứ ba thì sẽ có sạc. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chiếc điện thoại Vertu mạ vàng mà giá 22 triệu thì nó có cái gì nhá. Đây là chiếc điện thoại Vertu chính hãng, độ vỏ ruột là ruột chính hãng. Anh em muốn biết là Vertu chính hãng hay không, ấn nút Concierge bên sườn thì là Vertu chính hãng. Còn đâu máy fake thì ấn nút bên sườn nó không ra chữ Concierge mà ra chữ Assistant. Tiếp theo anh em ấn nút âm lượng ở bên sườn nó ra từ 1 đến 10 cọc như này, đấy là Vertu chính hãng. Còn anh em mà ấn nút bên sườn nó ra từ 1 đến 7 cọc thì đấy là Vertu nhái, Vertu Hồng Kông, Vertu Đài Loan thôi. Đây là hai cái điểm dễ dàng phân biệt nhất. Anh em chỉ cần bấm nút bên sườn là biết chắc chắn là Vertu chính hãng hay không. Đây là phiên bản là Vertu Cloud de Paris vàng hồng, mạ vàng 18K, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẳng cấp. Anh em dùng chiếc điện thoại này thì kiểu dáng mẫu mã thì không hề khác so với cả chiếc điện thoại Vertu vàng chính hãng giá khoảng 300 đến 400 triệu đồng. Và ruột thì cùng là ruột Vertu chính hãng như nhau. Sử dụng thì nó đều như nhau và đẳng cấp không hề thua kém. Chiếc điện thoại Vertu này sẽ giúp cho anh em có được đẳng cấp sang trọng và quyền lực. Chiếc điện thoại này không dùng cho số đông mà chỉ dùng cho một số ít anh em đã đi ô tô rồi, những anh em mà đã có thu nhập cao và đang dùng hai sim điện thoại, trong đó dùng hai chiếc điện thoại smartphone to và nặng cồng kềnh, thì anh em chuyển sang dùng một chiếc điện thoại smartphone và một chiếc điện thoại Vertu này thì nó vừa đẹp vừa gọn vừa nhẹ, lại mang lại đẳng cấp cho anh em. Đấy, chiếc điện thoại Vertu này thì bên em cam kết bán ra là giá rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ, cam kết là main điện thoại Vertu chính hãng. Nếu không phải là main điện thoại Vertu chính hãng thì bên em sẵn sàng đền luôn cho anh em 100 triệu đồng. Và bên em cam kết là giá rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ. Bởi vì bên em có những cái mô hình hoạt động hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác. Bên em không mất tiền quảng cáo bởi vì bên em bán hàng trực tiếp trên YouTube, và với chi phí marketing quảng cáo là không đồng so với những nơi khác, người ta chi phí marketing quảng cáo là khoảng 100 triệu đồng một tháng cơ. Và bên em là bán hàng tại nhà luôn, ở 64 ngõ 39 phố Hàng Năm Đống Đa Hà Nội là nhà của em luôn. Vì vậy nên là đảm bảo và uy tín với anh em là cơ sở là chất, và không mất tiền chi phí thuê mặt bằng, thuê cửa hàng, cũng không mất tiền chi phí thuê nhân viên. Vì vậy là mỗi tháng tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng, và số tiền đó em giảm trực tiếp vào giá thành cho anh em. Anh em nào quan tâm sản phẩm Vertu này thì liên hệ với em qua số điện thoại 0965096886, hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0965096886.